Dạ em đi nhỏ đi ra công viên chơi rồi chú ơi. Bữa nay gió hơi lớn, lá vàng hết rồi. Nè ơi, nè, chị hai chạy đi trước rồi. Chạy tung tăng tung tăng. Bữa nay gió quá chừng gió luôn. Thiên chùm đã hết trơn rồi đó. Nón, khăn tròn này kia, áo ấm, như cái cục bông gòn này thấy không? Ôi, con xin chào bà cô chú nghe coi. Nè ơi, con xin chào bà cô chú. Tụi mình đây chơi điện tập. Con kết bạn được hay vậy? Dạ. Thì con chơi với bạn con luôn đi. Chỉ kết bạn được rồi kìa. Con chơi với bạn con đi. Gần gần lại, xa quá gió nó bay đi mất tiêu. Chikai hồ gây. Thôi tôi nè. Thôi giàu gà đây chikai. Yay. Hello. Lông mũi đỏ chơi kìa. Chị lên hả? Rồi. Chè xuống hay sao? Chơi nữa không hay là đi xuống? Đi xuống hả? Gì vậy? Con đẩy ô tô xăng đi. Con chó hả? Nó mẹ con chó. Bên đây công viên ít người, ngày nghỉ mà ít. Tại vì bên đây gió lớn không, cô chú nhìn kìa. Gió lớn lắm. Mặc quần bảy xá cầu vồng. Hello. Con trượt đi, con sửa đi đài đi, con trượt đi. Bên đó bự quá, không qua bên đây nè. Cái màu xanh này nè. Cái màu xanh này nè, con leo lên. Hay là bên kia, con chọn con thích cái nào. Cái này hả? Cái này nó cao quá hả? Mà con muốn chơi cũng được nữa. Con thích thì con chơi. Cái này nha. Ok, cái này đi. Đây. Rồi, leo bên kia. Đúng rồi, bên đó đi. Đúng rồi, qua bên này. Rồi, trượt vô đây. Đúng rồi, mày đếm tới 3 nha. Mày đếm 1, 2, 3 là bên nào trượt xuống nha. 1 2 3 Go. Yeah. Một cái nữa. Ok. Chị hai với tôi sẵn đang cho đến vận mảnh. Con qua cái màu xanh bên kia đi. Cái màu xanh bên kia kìa. Cái nào? Con chơi cũng được nữa, con thích thì con chơi. Hello.
xuống là mấy cái chỗ này nè, xuống bên đây rồi con leo lên này nè. No. No. Mẹ đến thứ ba nha, ngồi đã nha, từ từ. No. Mẹ đến thứ ba con chịu xuống. Một. Không hoa đi thôi, mẹ qua đây đuổi vậy. Woo. Oh. Ủa đâu có chi ăn chấm vậy? Vậy? Nếu con về con để vô cái đồ để dành tiền của con đi. Trời ơi gió. Fukura shiteru? Fukura no e shiteru? Chơi mấy cái đó đã, giờ chuyển sang chơi cát nè cô chú Bình. Ở nhà trẻ là người ta cũng để cho cái khu chơi cát như này, người chơi game như này. Mùa hè thì là dọc sình, đổ cát vô nước là dọc mình mấy đầy hết trơn. Rồi. Na đi chơi về mà cô chú hai chị em đói bụng, chị hai đang ăn cơm nha. Không kịp quay phim luôn. Hủ nạp tô cho nó chơi. Ừ. Ishi ishi monashi. À, chừng đi chơi. Con nuôi đi tari nai. Papa nuôi đi tari nai. Ủa mấy miếng mà không đủ? Bốn. Đưa bốn miếng rồi được rồi. お野菜と鍋食べてる鍋が主役。主役。見せてじゃ。ねポン酢。えよえよ食べて。ごめんなさい。ついでにロリボン。ハンロリボン何言うか。なんか甘いわ。Chị hai đang hỏi, chị hai ăn cái đất cơm không? Đất cơm. Dữ lắm ngon luôn, chị hai thử đi. Ngon nữa. Cái này là sake. Sake là nano sake. Sake. Chị hai ăn cái này thay điện luôn đó. Ngon dữ lắm, ngon luôn con. Nghe mày đi. Ăn cái này chị hai khóa luôn. Cái cây là cái đéo. Cái này phải, ờ đúng rồi sao? Châu châu, quay lại châu nhạy. Mắn nổ, nhớ. Quay lại châu nhạy. Thả bên này, thả bên này, 1 con đặc kệ, 1 con đặc kệ. Giờ con đặc kệ. Chị nhìn, ơ con đắt gì đâu, phải đâu.
Dạ ăn đi vô nào. Chị nhìn thấy có cái miếng cua cay đỏ mà chị nói là con không ăn, nhất quyết con không ăn á. Để chị Hai ăn thử coi. Thì ok đắt cơ mà nó ngon dữ lắm rồi. Bây giờ người ta không có bán nữa mà cô chú ơi, thì mua không có được nữa. Có cái dạng tương tự à, mà nó sẽ không thơm ngon mà cái dạng này. Chị Hai nói chị Hai ăn mà chị Hai hồi hộp kìa. Này nhà ăn lẩu mà cô chú ơi. Nabi. Con phải để nhiều nhiều vô, để nhiều nhiều mới thơm. Để ít nó không có thơm đâu. Tô sàn cũng ăn hết kìa. Tôi đi cà kia. Chị ơi, tô sàn cũng đang đắt nữa kìa. Chị không ăn mẹ cho tô sàn nha. Đang cái này furikake hả? Mời nó để vô đây. Đúng rồi, hết luôn. Cái này nó không có mặn gì hết trơn á. Đồ ăn ngon. Sugar khao đi chú. Tô sàn khen thơm chứ. Hai nói gì Hai không thích gù ma. Gù ma là mè. Nè đó kia mẹ trộn lên trên đây nha. Trộn lên không? Không mà. Cô trộn. Không sao à? Hãy ăn đi. Kimchi cho đi. Sugar đi kìa, tô sàn còn khen ngon nữa kìa. Lỗi nó ngon dữ lắm, nó ngon. Tiền bán cái bịch mà tiền bán 120.000 luôn mà coi chú. Dữ lắm nó ngon, bây giờ người ta không có bán nữa rồi. Ôi chị ăn kim chi kìa. Ông bà cô chú ơi xem phía sau. Chàng chí rồi. Xong. 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 Xong ủa đi. We wish you a Merry Christmas. Wish. You a Merry Christmas. Sao ngon không? Vô nè, cầm đứng lên nha. Bộ bi gì đâu cầm vô. Thấy chưa? Nè, bắt bài vô xì vô. 1, 2, 3. Vô. Cái ly của mẹ nóng hay gì hay? Vô. Bà nè, quá rồi, dữ rồi. Nhậu rồi, bà nè nhậu rồi. Nhậu nước. Con xin khăn ghế. Một hai ba yo. Mizu ra này nè. Người ta đưa nó kêu dẹp dẹp mà vô. Vô stand. Nè cô chờ thịt gà nóng nha con, coi nóng không? Nào. Phong sẽ đi kết tạm mình chơi xin. Chúc 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 cả. Không được nhiều. Tốt được nó mát rồi. Nè có thằng gì nè. Đang là kiếm chuyện tôi xong rồi. Cười cười. Hai. Mới nóng gì kìa. Mới nóng gì kìa. Nó rồi. Thôi bà chế. Dạ dạ. Thôi bà chế. Dạ dạ. Thôi bà chế. Dạ dạ. Chưa buồn kìa. Ngủ lắm. 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 Mà nó ít to hơn. Mua 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 mua
Lala. Mời phiên con nha. Trời, cha hai ông chị mà không dám quay. Sao ngon hả? Thấy bên này cái món lẩu làm sao? Ngon ha. Con uống cái nước súp này. Cái nước súp này ngon cực kỳ luôn. Nè, nè. Cái gì? Bên này ăn cái gì? Bên này ăn gì? Có sợi nước. Ăn thịt hả? Ừ. Nhưng mà thịt trong cái chén của con còn nữa mà. Đang còn luôn. Ăn hết cái đi rồi mẹ cho nữa. Ôi con miếng rau ăn mà. Ăn trắng rồi. Cái nào? Ăn trắng rồi. À con muốn chấm cái này hả? Ừ. Chấm cái này hả? Chấm cái này. Hử? Một gì? À này. Má đã đuổi luôn. Ôi chị nói chị muốn chấm cái này. Rồi. Rồi ok. Mẹ ơi. Hử? Ima dusu nante kaite arushou kakane. おやさい。違う。はい。近い。おいしい。おいしい。おいしい。おいしい。一番美味しいの紹介するね、人参。人参は、キャロット。I think kết thúc video mới đến nhỏ đây nha mọi người chú ơi. Giờ Tiên ăn cái hả? Không, mẹ phải ăn thôi, mẹ cầm mẹ quay hồi mẹ ăn không được. Cảm ơn bà cô chú xem hết video ăn lẩu này nha. Nè, ngon miệng không con? Nè. Ngon miệng không? Tôi sao xì. Còn nó sức ổn xì nè. Ngon quá. Dì hay. Dì hay ngon. Cô uống thử đi. Rồi ôi ngon lắm. Đúng không? Đúng không? Atsu. Nóng mà. Nhưng mà atsu kata không được kata. Dì hả? Vừa thở vừa uống. Thấy chưa? Ngon rồi chứ gì? Giờ mấy cây khác rồi nè.